chào mình rồi. Nó chào mình hết nhiên nhiên đó. Cái hành này sao bự dữ đó. Hành của Hàn Quốc như vậy, hành này nó muối dưa. Dạ. Yeah. Ừ, nó muối dưa. Dạ, thích không? Lần đầu tiên cho anh vô chợ Hàn Quốc. Dạ, yeah. Chị đấy. Xuống đây, đi chợ. Cái này ngon không anh? Ngon, tầng ô. Wow, bán đây cải đây ngon quá ha. Cải nhỏ nhỏ Mua cải mua nấm. Wow, nhìn đã quá. Nó ngon hơn chợ Việt Nam mình luôn. Còn nguyên heo tươi mà sạch nữa. Chợ Hàn Quốc bán đồ ngon đó. Gừng này gần này gần ấy này chị, gừng mà gừng organ này cả, nó nhỏ nó ngon. Thank you.
It's a mung bean pancake. Oh, mung bean. Yes, ma'am. Yeah, try. Okay.